đúng là cũng nhiều đối tượng đã lợi dụng cái không gian mạng, đã thông tin giả, thông tin sai thật về bệnh dịch, và Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương vào cuộc đấu tranh xử lý theo cái quy định. Hiện nay chúng tôi đã qua Công an các đơn vị địa phương chỉ đạo, chúng tôi đã triệu tập hơn 170 đối tượng xử lý, yêu cầu cam kết, yêu cầu gỡ bỏ, và đã căn cứ theo cái khoản 3 của điều số 4 nghị định 174 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, và quy định trong cái trường hợp mà loan tin đồn sai sự thật để xuyên tạc, câu lưu lai hoặc phục vụ cho mục đích qua mạng, chúng tôi căn cứ vào cái này có kiến nghị các cơ quan thẩm quyền và xử lý. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm rõ đối với những cái trường hợp hơn 41 trường hợp có những cái trường hợp không hợp tác hoặc có những cái biểu hiện không thực hiện thế này để củng cố tài liệu và xử lý hình sự khi đủ điều kiện. Thì cái này là cũng là bổ sung thêm cho các phóng viên nhà báo nắm được tất cả những trường hợp các đối tượng triệu tập lên đều có cam kết nếu tái phạm, sau khi xử lý hành chính nếu tái phạm đủ điều kiện chúng tôi